đến vô sắc giới thiên chẳng có hoại khổ vì vô sắc giới chẳng có thân thể sắc giới có sắc chẳng có dục vô sắc giới ngay cả thân thể cũng chẳng có chẳng cần đến thân thể lục đạo đều là phàm phu Chúng ta có thể gọi chư thiên trong vô sắc giới là phàm phu cao cấp. Phàm phu cao cấp chẳng cần tới thân thể. Vào thời cổ tại Trung Quốc, từ hơn 2.000 năm trước, quan niệm này đã được Lão Tử nhắc tới. Quý vị đọc Đạo Đức Kinh sẽ thấy Lão Tử đã nói như thế này. Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân ngài nói chính mình có nỗi ưu tư rất lớn nỗi ưu tư ấy là gì ta có thân thể chẳng có thân thể sẽ tốt lắm quan niệm ấy của lão tử là quan niệm của vô sắc giới chẳng có thân thể thật tốt có thân người sẽ có nhiều phiền phức sắc giới thiên còn có thân thể nên họ vẫn phải có nhà cửa để cư trụ vô sắc giới thiên thân thể đều chẳng có cũng chẳng cần đến nhà cửa họ chẳng cần vô sắc giới nếu nói thông tục sẽ là linh giới tức là nơi ở của linh hồn họ chẳng có bất cứ hiện tượng vật chất nào nói cách khác nó chỉ có hiện tượng tinh thần chẳng có hiện tượng vật chất vật chất bị biến hoại tinh thần vĩnh viễn chẳng thay đổi họ vẫn có nỗi khổ gì họ cũng có thọ mạng thọ mạng chính là công phu thiền định của họ cảnh giới cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên vô sắc giới có bốn tầng Tầng cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Công phu thiền định của họ là tám dạng đại kiếp. Một đại kiếp chính là tinh hệ, tức thái dương hệ của chúng ta trải qua một lần thành trụ hoại không. Nói cách khác, sau khi thái dương hệ này hư hoại sẽ dần dần trở lại như cũ, lại có thành trụ hoại không? Tám dạng lần thành trụ hoại không như thế, quý vị nói xem thọ mạng ấy dài cỡ nào? Nhưng vẫn có một ngày, cho đến lúc ấy, họ mất công phu thiền định, do mất đi nên sanh phiền não. Vì sao? Họ vốn nghĩ chính mình đã thành Phật Tưởng chính mình là vĩnh hằng Bất sanh, bất diệt Bất sanh, bất diệt là Đại Niết Bàn Họ cho rằng chính mình đã chứng đắc Đại Niết Bàn Thật ra là hiểu lầm Chẳng thật sự chứng đắc Công phu thiền định mất đi Tức là thọ mạng của họ đã tới khi ấy họ rất phiền não Ta đã chứng đắc Đại Niết Bàn Vì sao còn có sanh tử Do vậy bắt đầu hoài nghi Và hủy bán giáo huấn của các bậc thánh hiền Các vị thánh hiền gạt ta Ta đã đạt đến cảnh giới này cớ sao chẳng giống như họ đã nói Hãy hoài nghi, hủy bán như thế, tội ấy rất nặng. Kẻ ấy chẳng biết chính mình sai quấy Lại còn toan hủy bán thánh hiền Người Hoa nói Bà đắc cao, xuất đắc trọng Từ chỗ cao tột đỉnh Rời xuống chỗ thấp nhất là địa ngục A Tỳ Tội hủy bán thánh hiền Phải đọa địa ngục A Tỳ Nói cách khác Chư thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên khi đã hết tám dạng đại kiếp, chẳng có ai không đọa địa ngục. Điều này khiến cho chúng ta suy sâu, nghĩ chính. chúng ta học đạo phải hiểu rõ có nên phát tâm sanh vào thiên đạo hay không chớ nên sanh vào thiên đạo là một chọn lựa sai lầm vì sao chẳng rốt ráo tuy phước báo của chư thiên to hơn chúng ta thọ mạng dài hơn chúng ta nhưng nếu chúng ta thấy con phù du trên mặt nước từ lúc sanh ra cho đến khi nó chết đi chỉ có mấy giờ loại người chúng ta thọ mấy chục năm chư thiên nhìn chúng ta có khác gì chúng ta nhìn loài phù du hay không thọ mạng của chúng ngắn ngủi ngần ấy xác thực là như thế Đừng nói là vô sắc giới thiên Chúng ta nói tới dục giới thiên Thì đã không sánh rồi Đao lợi thiên trong dục giới thiên chẳng kể là cao Là tầng thứ hai Một ngày trong đao lợi thiên Bằng một trăm năm trong nhân gian chúng ta nếu loài người chúng ta có thể sống 100 tuổi Thì chư thiên đao lợi sẽ thấy quý vị sáng sanh tối chết Chư thiên đao lợi Thấy nhân gian như vậy Một ngày trong giả ma thiên Bằng 200 năm trong nhân gian Đầu xuất thiên Hiện thời di lạc Bồ Tát đang trụ nơi đó Một ngày của họ bằng 400 năm trong nhân gian nếu chúng ta dùng 24 giờ để xem, trừ thiền đầu suốt thế nhân gian chúng ta thọ 100 tuổi bằng mấy giờ của họ? 6 tiếng đồng hồ Quý vị phải biết chân tướng sự thật này Chẳng có hứng thú sanh thiên, chẳng làm chuyện ấy có công đức sanh thiên Và tu vi như thế Dùng những thứ ấy Để sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Sẽ chẳng có vấn đề gì Vì sao chẳng sanh về Thế Giới Cực Lạc Đến Thế Giới Cực Lạc Mới thật sự giải quyết vấn đề Nơi ấy mới thật sự là vĩnh sanh Vô lượng thọ thật đấy vô lượng thọ chẳng giả thật sự là vô lượng thọ trở về tự tánh thật sự vĩnh viễn chẳng có sanh diệt